thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới bình an và thật nhiều năng lượng. Mình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày 18 tháng 11 năm 2024 mình xin cập đến quý vị và các bạn những cái tiến độ thi công mới nhất từ công trường cầu Rạch Miễu 2. Thì không biết tới ngày hôm nay thì trụ K19 đã đổ bê tông cho khối dầm K4 chưa? Và tiến độ lắp đặt cốt thép của khối dầm K4 trụ K20 tới đâu rồi? Để giải đáp những câu hỏi đó thì mình xin phép mời quý vị và các bạn theo dõi hết video cùng với mình để biết được tiến độ mới nhất trong ngày hôm nay ạ.